Dạ. Ở đây là tiệm hủ tiếu Khánh Tí Mỹ Tho ở đường Đèo Làng, các bạn ăn cũng được rất nhiều, các bạn thấy nó rộng rãi mà lại đông đó. Các tiệm này đông đó. Mở từ năm 2006. Đây là tù 17 năm rồi. Này nóng là kiểu dạng hủ tiếu Mỹ Tho. Mấy miếng thịt cắn hộp cả nhà. Ở đây nhiều người ở những bạn ở khác. Xa tiểu bang khác họ đến đó, là họ đều tới đây ăn. Rộng rãi các bạn. Tiêu dài khô. Mẹ mình ăn nước. Mình ăn nước. Mình là ăn nước. Đây, khỏi cái bát kia. Dùng là cái lồ. Con dao ăn một lồ. Thank you.
có. Có nhiều người chưa ăn ở chỗ đó là ngon. Mặt mềm quá nó. Rớt cái con luôn.
cái lỗi nha cô nha chị, cái lỗi chị. Đúng rồi chị. Đi mà bán vô cái máy của người ta. Coi như cũng ăn xong rồi. Chào cả nhà nha. Tiệm rất là đông. Ta ra vô là 6-7 người, cả chục người không rồi nha. Vô rất là đông. Đông rãi, đông người. Mình vô đây mình ăn, mình cứ nhớ mấy cái tiệm mà ở bên Việt Nam mà mấy cái chỗ mà xe đồ, xe du lịch đồ ngừng các bạn, vô cả đồ ngừng đó. Đi đi con đi ra đi ra. Ăn được không mẹ? Ăn cũng tạm được. Thấy bữa nay sao con ăn con không thấy ngon? Thấy những bèo nó không được đậm đà như mỗi lần. Thấy không ngon hay tại họ làm gấp quá hay sao? Ok, thôi tiếp tục cuộc hành trình.